OK, xin chào các bạn. Tên mình là Hoàng Minh Thiện, đến từ Trade Web Việt Nam. Dạo gần đây mình nhận được một câu hỏi rất là hay, câu hỏi hỏi về cái quỹ Grayscale đang đầu tư 13 đồng coin, thì hỏi mình có thể làm video về cái quỹ này cũng như là các cái đồng coin mà quỹ đầu tư hay không. Thì mình thấy cái câu hỏi này hay quá, cho nên mình sẽ làm video này. Thì nếu như bạn nào chưa biết tìm hiểu về các quỹ đầu tư, thì chúng ta cùng tìm hiểu một chút xíu nhé. Thì các bạn đều biết là trên thị trường crypto thì không chỉ sàn hay là các cá voi cá mập các bạn biết, thì cá voi cá mập thật ra cũng chỉ là một nhóm người hoặc là một người nào đấy thôi. Thì đa phần nó sẽ là một nhóm, một tổ chức. Thì những cái quỹ mà làm giá, điều khiển giá hoặc là ôm một số lượng lớn các đồng coin trên thị trường ấy, thì nó sẽ là các quỹ đầu tư. Đa phần các quỹ đầu tư các bạn biết thì thường là quỹ nhỏ, còn những cái quỹ thật sự lớn thì bây giờ mình sẽ mô tả cho các bạn để các bạn thấy cái độ lớn như này nào nhé. Cái quỹ này là cái quỹ Grayscale. Công ty của nó là Grayscale Investment, có tên đầy đủ là Grayscale Bitcoin Investment Trust, thì viết tắt là GBTC. Các bạn có thể có tìm hiểu ở trên Google nhé. Đây là một cá voi cực kỳ khổng lồ trên thị trường crypto của chúng ta. Cái quỹ này thì thành lập vào năm 2013, là một công ty con của một tập đoàn Digital Currency Group. Đây là một công ty mà hệ ủy thác đầu tư tiền điện tử lớn nhất và thành công nhất hiện tại. Thì thông tin mình biết thì là để tham gia, điều kiện để tham gia cái quỹ này thì cần phải khoảng tầm ít nhất là 50.000 đô và đóng phí quản lý là khoảng 2% tổng tài sản mỗi năm. Thì cái quỹ này thì để mình nói với các bạn, họ đang nắm số lượng bao nhiêu Bitcoin nhá. Cái số lượng Bitcoin họ đang nắm là cực kỳ kinh khủng và đạt cái tỷ giá là khoảng tầm 8,35 tỷ đô. Và số lượng Bitcoin họ nắm là chính xác là mình nhớ không nhầm là hơn 500.000 Bitcoin. Để mình xíu mình mở mình cho các bạn xem. Các bạn đang xem trên màn hình nhá. Thì số lượng Bitcoin họ đang nắm là 651.000 Bitcoin. Số lượng Ethereum người ta đang nắm là khoảng 3,15 triệu Ethereum. Và số lượng ETC nắm là khoảng 12,34 triệu ETC, rồi 1,55 triệu LTC, 298.000 là BCH, còn 604.000 con ZEN, rồi ZEC là 327.000, rồi XLM là 72 triệu con. Đấy, rồi là 17,69 triệu mana này, và 444 triệu à 440.000 con LPT, rồi Linh là 271.000 con, Filecoin là 62.000 con, và con Bát thì khoảng tầm khoảng là 5,17 triệu. Thì các bạn thấy kinh khủng nhỉ? Đây là một con cá voi cực kỳ lớn và cực kỳ kinh khủng. Các bạn thấy danh sách của nó đầu tư là gồm có những con cực kỳ lớn, ví dụ BTC, Ethereum, ETC hoặc là BCH hoặc LTC đúng không nào? Một số con khác phía dưới thì đa phần danh mục đầu tư của họ đều là những con top và con cực kỳ khủng. Và những cái số mà họ đầu tư đây thì tất nhiên họ ôm lần lượt, có một số con thì mới ôm trong năm nay năm ngoái thôi, có một số con thì đã ôm từ trước đấy, thì mà chúng ta cũng nhìn thấy được cái số tiền họ đang cầm nắm trong tay cực kỳ to, cực kỳ khủng. Rồi OK, trong cái video này thì Thiện sẽ chia sẻ phân tích từng đồng coin mà họ đang đầu tư và cũng sẽ giới thiệu qua qua một chút, một số bạn có thể là chưa biết ha, một số đồng thì chúng ta chắc chắn là sẽ không lạ nữa, ví dụ như đồng BTC chẳng hạn ha. Rồi. Trên lý thuyết thì cái giá trị hiện tại nó đang cầm thì khoảng tầm cái tổ chức này đang cầm thì khoảng tầm 2,69% nguồn cung của Bitcoin. Và ngoài ra thì đang nắm cái số lượng của ETH cũng kinh khủng, khoảng tầm 2,24% của tổng số vốn hóa của ETH. Đấy. Hiện tại thì bây giờ mình sẽ phân tích từng đồng một cho các bạn, để các bạn chúng ta sẽ nhìn cái độ lớn của cái quỹ này, và có thể các bạn sẽ, nếu như các bạn muốn an toàn về danh mục đầu tư thì có thể đầu tư theo cái quỹ này cũng được. Thì mình nhìn nhận ở đây là họ theo đầu tư theo kiểu dạng an toàn, chậm mà chắc, đi chậm nhưng mà rất là dài, nhất là ổn định về chiều dài và thời gian. Nếu chúng ta có một số tiền lớn mà không biết phải làm thế nào để đầu tư để cho an toàn, thì có thể bạn sẽ lựa chọn một cách khá đơn giản, đó chính là đầu tư theo những con cá voi như này để đảm bảo danh mục đầu tư của bạn ha. OK, chúng ta sẽ phân tích con đầu tiên, để mà con đầu tiên mà trong cái quỹ Grayscale này đang đầu tư, đó chính là con Bitcoin. Thì giá Bitcoin thời điểm hiện tại thì khoảng tầm 34 đến 35 ngàn, và vốn hóa của nó thì cực kỳ to, là top 1 thị trường là 654 tỷ đô trong cái tổng vốn hóa của nó, và tổng cung của nó là 21 triệu và đào hiện tại thì khoảng là 18 triệu rồi đấy. Và cái đồng tiền này thì Grayscale, quỹ đầu tư này đang sở hữu là hơn 651.000 Bitcoin, vậy cho nên là sở hữu tương đương khoảng tầm 22 tỷ đô la. 22 tỷ đô la nó cực kỳ khủng nha các bạn, nếu như họ xả một cái thật sự nó sẽ ảnh hưởng thị trường cực kỳ to. Nên là khi là cái quỹ này bắt đầu mà thanh khoản cái số lượng Bitcoin của họ thì chắc chắn nó cũng sẽ là một tin biến động lên thị trường.
Tiếp theo thì mình sẽ phân bổ, mình sẽ tính toán một số lượng Bitcoin để các bạn nhìn thấy là họ đang sở hữu cái lượng Bitcoin như thế nào nhé. Hiện tại số lượng Bitcoin đào khoảng tầm 17 đến 18 triệu đồng Bitcoin và chỉ có khoảng tầm 4 triệu đến 5 3 triệu đồng nữa là chưa được khai thác thôi. Mà con số thực tế lưu hành ở trên trên thị trường thì tất nhiên nó sẽ không không thể nào lớn là 17 triệu được. Mà đa phần là do mất ví, do là bị quên key hoặc là này kia thì mất rất là nhiều. Đa phần cái số tiền còn lại trên thực tế thì người ta đang đo đếm thì nó chỉ khoảng tầm còn là chưa tới 10 triệu đồng Bitcoin. Mà cái quý này thì họ đã nắm là gần 1 triệu này, gần 1 triệu này. Thế là số lượng của họ cực kỳ khủng nha. Đây là mình chỉ nói con đầu tiên là con BTC thôi. Rồi con thứ hai thì người ta cũng đầu tư là đứng đầu tư số lượng tiền cực kỳ nhiều, đó là sở hữu là 3,15 triệu ETH và tương đương khoảng tầm là 6,73 tỷ đô la. Và cái con này thì tất nhiên giá hiện tại là khoảng tầm 2.100, giá ETH của 2.100 và vốn hóa là khoảng tầm 246 tỷ đô và tổng cung của nó thì là 116 triệu. 116 triệu. Và Ethereum là một nền tảng blockchain này, cho phép người ta xây dựng các phi tập trung trên đấy, DApp trên đấy. Mình nói qua Ethereum một chút để tí nữa các bạn sẽ xem con thứ ba, con ETC của họ đầu tư, để họ vì sao mà họ đầu tư cả hai con nhé. Thì các bạn đều biết là ETC là một cái nơi mà để cho phép các cái đồng khác được bán IDO trên đấy và xây dựng nền tảng trên đấy, mà là một cái tổ chức phi tập trung rất là lớn, đúng không nào? Thì họ cũng đã đầu tư vào cái đồng này và mình tin rằng là đây là một quyết định đúng đắn mà họ đã chứng minh điều đấy rồi, vì họ tham gia đầu tư cái đồng này khá là sớm. OK ha. Và cái đồng thứ ba họ đầu tư luôn chính đồng ETC. Nếu bạn chưa biết thì ETC đó là một đồng mà được hard fork từ đồng Ethereum sau khi biến cố phát sinh của cái việc là bị lỗi quỹ DAO ngày xưa. Thì sau khi mà hard fork ra thì ETC và ETH nó phát triển song song đến tận bây giờ. Nhưng mà mục đích chung của Ethereum với ETH thì nó khá là giống nhau, cũng là cho phép người ta xây dựng và sử dụng các cái DApp ở trên đấy. Nhưng mà tuy nhiên hướng đi của hai con này thì khác nhau nha. ETC thì tập trung nhiều hơn vào bảo mật và khả năng sử dụng, còn trong khi đó ETH thì tập trung vào cái hiệu suất và cái khả năng mở rộng. OK, và sắp tới thì ETC có một bản nâng cấp rất là lớn, cho nên là các nhà phát triển về ETC cũng đã công bố cái đợt hard fork để phát triển phiên bản mới nhất này, là tên là Maneto. Maneto đây được lên lịch là khoảng cuối tháng 7 năm nay. Thì nếu như bạn nào mà chơi ETC hoặc là hold ETC thì nên để ý thông tin này ha. Và cái đồng thứ tư sau đồng ETC là đồng thứ tư, đồng ETC là đồng thứ ba, đồng thứ tư là đồng Litecoin. Nếu bạn chưa biết Litecoin thì mình cũng nói luôn, đây là một đồng top coin và cái quý Grayscale này đã đầu tư thẳng tay mua 8% số lượng Litecoin đã được đào vào tháng 2 năm nay. Và cái số lượng Bitcoin, nếu như Bitcoin là vua mà được ví dụ là vàng thì Litecoin người ta được xem là bạc, vì ra sau Bitcoin 2 năm và Litecoin sử dụng cái mã code của thằng Bitcoin để làm nên đồng Litecoin Edux này. Và cái tổng cung của Litecoin thì là 84 triệu mà còn Bitcoin là 21 triệu đồng coin. Và tốc độ giao dịch của Litecoin cũng nhanh hơn với Bitcoin, so nhanh hơn Bitcoin là tận năm nhiều hơn đấy nha. Tốc độ giao dịch của Litecoin cũng nhanh hơn Bitcoin với tốc độ là 56 giao dịch mỗi một giây. Nghĩa là thằng Bitcoin thì nó giao dịch chậm hơn, nghĩa là số lượng mà giao dịch thì nó sẽ chậm. Và đây cũng là cái bản khá đình đám năm 2017. Khi đó thì sau khi Bitcoin gặp tắc nghẽn thì đồng Litecoin tăng đột biến. Và cái quỹ Grayscale này nắm giữ hơn khoảng tầm 1,44 triệu đồng Litecoin và tương đương khoảng tầm là 248 triệu đô. Đồng thứ năm mà các bạn có thể chưa biết đó là đồng BCH, đồng Bitcoin Cash. Thì đồng này cũng là một cái chuỗi hard fork, phân tách hard fork của Bitcoin từ từ Bitcoin. Các bạn nhớ không nhớ mình nhớ thì là ngày xưa nó hard fork ra BCH, sau đó BCH hard fork lại thành là BCHA, là BCHB, là BCHA thì nó đổi nó giữ nguyên thành là BCH bây giờ, còn BCHA thì nó đổi thành cái đồng gì nhỉ? Sorry mình quên tên. Sau này nhớ mình sẽ nhắc trong video sau ha. Điểm khác biệt giữa Bitcoin Cash so với Bitcoin đó là cái kích thước khối của nó ha. Trong khi Bitcoin chỉ có kích thước khối là 1 mê thì Bitcoin Cash giải quyết là tăng gấp 8 lần, nghĩa là 8 mê, và có thể là thời điểm ra mắt nâng cấp lên tận 32 mê. Cái việc thông qua kích thước khối này thì nó sẽ làm ra tốc độ xử lý của Bitcoin nó sẽ nhanh hơn, tốc độ xử lý của Bitcoin Cash là BCH này nó tăng nhanh hơn so với Bitcoin. Thì đây cũng là một cái điểm cộng cho BCH này. Thì nếu như người ta hiểu đơn giản là con Bitcoin là một cái con mà nó khá là khó nhằn, nhưng ngày xưa rất là nhanh, nhưng mà khi nhiều người sử dụng thì nó bắt đầu nặng hơn, chậm, rồi là tăng cái phí giao dịch rất là cao.
thì con BCH là cái bản nâng cấp mà ngon hơn so với lại Bitcoin. Hiện tại thì BCH thì giá của nó cũng khá là thơm, chứ chưa đến mức là quá kinh khủng như Bitcoin. Nên là nếu như mà nhìn nhận theo một chiều dài thì ngày nào Bitcoin còn tăng thì con BCH này cũng sẽ đuổi theo khá là ổn. Hiện tại thì số lượng các cái nhà mining, tức là những người miner đào bằng máy đào á, thì người ta đang cái số lượng đào Ethereum, đào Bitcoin và đào BCH khá là đông. Và BCH thì nó chiếm một cái phần khá là lớn chứ không phải là nhỏ. Ok, con thứ 6 mà các bạn cũng nên để ý là cái quỹ Grayscale đầu tư, đó chính là con Herizen, tên là Zen, viết tắt là Zen ha, là một cái dự án về coin bảo mật. Thì lần trước mình có làm một cái video về các cái đồng coin về bảo mật rồi, thì đồng Zen này cũng thuộc cái dạng đấy. Và mục tiêu của Herizen này là một cái nền tảng blockchain đa năng, cho phép người ta sử dụng hàng ngày như một loại tiền riêng tư, hay là nhắn tin ứng dụng riêng tư, hay là các cái truyền thông mọi lúc mọi nơi, mà tóm lại là nó sẽ thiên về tính riêng tư nhiều hơn. Thì chúng ta cũng sẽ nhìn nhận được trong bắt đầu từ cái đồng thứ 6 này, đồng Gen này, thì về sau thì đa phần cái quỹ Grayscale này cũng đang thiên về đầu tư với các đồng bảo mật ha, là đồng Bitcoin. Thì các cái dạng đồng này thì mình thấy rằng là rất ok nhá. Liên quan ví dụ như là một số đồng trước đó mình đã mô tả rồi cho các bạn, ví dụ như là đồng ZEC đúng không, rồi là đồng Monero này kia đó. Đây là cái con thứ 6 là con Gen, thì nên là hiện tại thì người ta đang sở hữu con này khá là khủng, và cái quỹ đầu tư con này khá là nhiều nãy mình đọc rồi ha. Con thứ 7 là con ZEC, thì nãy trong cái video trước thì mình đã phân tích rồi, đây cũng là một cái đồng về bảo mật, đồng về coin về riêng tư mà phát triển với là Zcash Block, xây dựng trên má nguồn của Bitcoin. Mục đích của nó là tạo ra các cái crypto về cái tiêu chuẩn là cao hơn, mà tính riêng tư nó sẽ tốt hơn, bảo mật về cái che giấu ví, rồi là giấu các cái số dư trong ví. Thì lần trước mình có chia sẻ rồi, đây là nó sẽ cho phép là bạn sẽ lựa chọn tạo ví là ví bảo mật hay là ví công khai. Ok, đây là một cái đồng thứ 7 mà người ta bên cái quỹ Grayscale đang đầu tư. Và cái đồng thứ 8 là XLM. Nếu như bạn chưa biết XLM này thì mình cũng sẽ mô tả qua cho bạn hiểu là đây cũng là một đồng coin top và đồng token hoạt động trên mạng lưới Stellar. Về cơ bản, Stellar là một cái bản hard fork của Ripple. Và cái thời điểm ban đầu á, thì Stellar là bản hard fork của Ripple, chạy trên cái mã nguồn của Ripple. Nhưng mãi đến tận là tháng 1 2015 thì Stellar này nó đã hoàn thành xong bản giao thức đầu tiên của nó. Và từ đấy thì Stellar là Stellar luôn, nó không còn dính dáng đến Ripple nữa. Và sau này nó trở thành một cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ripple luôn. Thì sau khi Ripple tập trung vào cái việc là tác tổ chức về ngân hàng, tài chính, thì Stellar này nó tập trung vào cái thị trường chuyển tiền và thanh khoản về vi mô dành cho các cá nhân và doanh nghiệp. Thì các bạn hãy hiểu đơn giản là Ripple nó sẽ tập trung vào các cái tổ chức ngân hàng tài chính, ngân hàng giao với ngân hàng. Còn cái thằng này thì nó cũng tập trung cạnh tranh trực tiếp, nhưng mà nó lại thiên về cái hướng là về cá nhân với doanh nghiệp. Ok ha? Hai mảng. Đó là đồng thứ 8, XLM. Còn đồng thứ 9 là đồng Mana. Đồng Mana là một cái đồng token về thực tế ảo. Là cái đồng này thì được phát triển trên blockchain của Ethereum. Và decentralized thì tất nhiên nó sẽ cho phép các bạn đưa các cái nền kinh tế mới, các cái dạng về sở hữu đất đai trong thế giới thực tế ảo. Có nghĩa là cái đồng này thì cái đồng này khá là hay nhá, nghĩa là nó sẽ thuộc cái dạng là một cái thế giới ảo ở trong thị trường blockchain. Đó, thì cho phép chúng ta sẽ là sở hữu các cái miếng đất ở trong đấy và để có thể xây dựng bất cứ thứ gì mình muốn ở trên miếng đất đấy. Ok. Thì ngoài ra thì bạn có thể vào casino, shopping, nghỉ mát, lái xe, bắt đầu kinh doanh, thậm chí có thể có rất nhiều thứ trên đấy. Miễn là mình tưởng tượng ra thì mình chỉ có thể tạo được qua thông qua cái đồng Mana này, thực tế ảo trên đấy. Nó liên kết, nó khá là đưa thế giới bên ngoài vào thế giới bên trong blockchain ha. Cái đồng thứ 10 đó là đồng LPT, đồng này là Liverpeer. Thì cơ sở hạ tầng của nó thì thiên về cái mảng là streaming video và hướng phi tập trung. Thì các bạn biết là trong cái lĩnh vực blockchain của chúng ta thì dần dần nó sẽ đưa tất cả mọi thứ ở bên ngoài cuộc sống chúng ta, đưa blockchain hóa lên. Thì cái đồng Liverpeer này thì có hai web, là một cái liverpeer.com dành cho việc là streaming, một cái liverpeer.org thì là tài nguyên phục vụ cho liverpeer.com. Thì đây là một cái dạng khá là hay. Sau này thì nó cũng có một số đồng, ví dụ hiện tại cũng đang thiên về cái mảng như thế này, video rồi liên quan các cái mảng về NFT, thì sau này nó sẽ dính dáng những cái dạng này hết nhá. Nó khá là hay đấy. Và đồng 11 là cái đồng Link.
Đồng Linh này tất nhiên là anh em Việt Nam mình sẽ rất là biết và rất là để ý đồng này rồi, vì một thời nó làm mưa làm gió rồi mà. Do smart contract, hợp đồng thông minh, không thể tương tác với dữ liệu bên ngoài được. Thời điểm mà chúng ta đưa cái dữ liệu bên ngoài cuộc sống mà đưa vào blockchain thì nó khá là khó khăn. Thì Đồng Linh nó lại là cái nơi mà nó giải quyết cái vấn đề này. Nó sẽ là kết nối giữa cái nguồn đầu vào và đưa vào trong thị trường blockchain thông qua các smart contract, qua nhiều cái chức năng trở nên nó làm cho đơn giản hóa đi. Ok, từ đó thì Chainlink nó tạo được một cái trở thành một cái cầu nối giữa smart contract và các cái nguồn dữ liệu bên ngoài. Hiện tại thì Chainlink thì đang chạy trên nền tảng blockchain của Ethereum, và token Link thì là một cái dự án điện tử đầu tiên hiện tại duy nhất đang cố thu hẹp khoảng cách giữa cái smart contract với thế giới thực. Hiện tại thì sau khi cái đồng mà Ripple bị loại khỏi cái quỹ đầu là Digital Large Cap Fund thì token gốc của Chainlink này được thêm vào lấp đầy khoảng trống của cái quỹ này. Thì từ thời điểm đấy thì cái đồng Link đã tăng 190% trong vòng 2021 này. Đồng thứ 12 mà các bạn cũng nên để ý luôn thì đó chính là đồng Phil. Đồng Phil này thì bắt đầu từ năm nay mình thấy nó tăng khá là kinh điển. Đồng Filecoin đấy các bạn, nợ Phil, viết tắt là Phil ha. Filecoin là một cái giao thức mà cho phép người thuê không gian lưu trữ máy tính ở trên cái không gian ảo. Thì các bạn biết là giống như kiểu các cái dạng giống như là Amazon hay Google thì người ta kiếm tiền rất là nhiều thông qua việc là lưu trữ đám mây. Chúng ta phải lưu trữ thông tin dữ liệu chúng ta lên đám mây đúng không ạ? Thì cái đồng Phil này nó lại hỗ trợ chúng ta có một khai thác cái bộ nhớ thông qua cái blockchain, nhưng mà lại sử dụng là thông qua sử dụng các cái đám mây đấy thông qua cái blockchain. Đấy nó một cái điểm rất là hay. Thì nó đang chúng ta đang nhìn nhận rằng là mỗi cái đồng này nó đang là chiếm lĩnh một cái nền tảng nào đấy để đưa thế giới thực vào trong blockchain. Đúng nào? Thì đồng Filecoin nó đang chiếm lĩnh cái vấn đề là đưa các cái hiệu suất liên quan đến lưu trữ hoặc là không gian ảo trên mạng. Và đồng cuối cùng là đồng Bát. Đồng này thì khá là hay nữa này. Đồng Bát thì hiện tại là đồng Bát này là nó phục vụ cái mảng là quảng cáo phi tập trung. Nếu các bạn biết rằng là chúng ta hiện tại đang liên quan đến Facebook, YouTube, tất cả đều mọi thứ đều chạy quảng cáo đúng không nào? Thì đồng Bát này thì nó đang là giống như kiểu xây dựng mã nguồn mở, nó khởi động là mã nguồn mở trên Ethereum nhé. Nhưng mà nó là đánh thẳng vào cái vấn đề là các ngành quảng cáo, vì ngành quảng cáo hiện tại bên ngoài đang bị lạm dụng về nhiều mặt, cho nên là dự án này là muốn đưa cái công nghệ blockchain để vào minh bạch để trùng tu lại ngành này. Người dùng thì kiếm được đồng Bát này thông qua xem các quảng cáo video, còn cái những người sản xuất và lên nội dung thì sẽ được là nhận đồng Bát này thông qua việc là làm nội dung hoặc là nhận tiền tip từ người dùng đó. Thì nhà quảng cáo sẽ tiết kiệm được chi phí nhiều hơn và nó sẽ tránh cái gian lận đó. Hiện tại thì chúng ta đang sử dụng nguồn quảng cáo của Google hay là quảng cáo Facebook thì tất nhiên anh em bên ngoài chúng ta sẽ không để ý lắm đâu, nhưng mà những người chạy quảng cáo thì rất là cay. Vì sao? Có những cái từ hot hoặc là những cái vấn đề nhạy cảm thì nó sẽ nâng lên cái mức quảng cáo rất là khủng, bắt buộc cái người quảng cáo nó sẽ mất rất nhiều tiền. Thứ hai, cái người xem quảng cáo thì người ta bị làm phiền quá nhiều đấy, dẫn tới là nó cũng rất là khó chịu. Thì cái việc mà gian lận hay là tấn công người dùng hiện tại trong cái lĩnh vực về internet khá là nặng, thì đồng Bát này nó muốn giải quyết cái này thông qua minh bạch. Nếu như có chứng cứ rõ ràng trên cái blockchain thì tất nhiên là những cái người đấy họ sẽ phải sợ hãi, vì chúng họ sẽ có thể nguy cơ bị kiện, đúng không nào? Đấy, đồng Bát này cũng đồng 13, đồng thứ 13, đồng cuối cùng của quỹ gây scale đang đầu tư. Thì nãy giờ mình phân tích thì mình cũng nói qua để các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta nhìn thấy là được cái quỹ này đang đầu tư thiên về các coin nền tảng là nhiều, và các coin nền tảng đấy đa phần là những con mà ví dụ như là Bitcoin, Ethereum, ETC hay Litecoin đúng không ạ, rồi BCH. Nhưng bắt đầu thiên về bắt đầu những con phía dưới thì nó là gồm coin bảo mật, những cái nền tảng mà khá là hay, ví dụ như là XLM đúng không, là Mana này đó, LPT này. Đó là những cái nền tảng mà có thể các bạn chưa biết, nhưng mà mình nhìn nhận theo chiều dài và thời gian thì người ta đang tập trung đầu tư vào những con mà sau này sẽ làm bá chủ trong một về cái vấn đề về giá trị trong cái lĩnh vực đấy đó. Thì nếu như anh em mà thiên về những đồng coin mà xác định về lâu dài sẽ tăng trưởng, lâu dài sẽ kiếm được tiền, lâu dài sẽ ổn định về tài sản, thì hãy học hỏi theo cái quỹ đầu tư này, họ để thiên về đầu tư những cái dạng coin có giá trị. Chứ không phải như chúng ta thích mấy con đồng coin cỏ, mấy đồng coin tăng nhanh, mấy đồng coin nhanh chết đúng không ạ? Ok, thì chúng ta là tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn, còn người ta đang tập trung vào đầu tư vào giá trị lâu dài đó. Cái quỹ đầu tư này thiên về hướng đấy nên là nó sẽ an toàn về trong lĩnh vực đầu tư hơn. Thì các bạn có thể học theo họ đầu tư theo những đồng này, hoặc cũng có thể là đầu tư theo những cái đồng mà các bạn sẽ cảm thấy nó ngon hơn và tốt hơn, vì tất nhiên đây là chỉ là một góc nhìn cá nhân hay là góc nhìn tổ chức của họ thôi. Đấy, chúng ta cũng không cần nhất thiết phải là copy 100%, nhưng bạn cảm thấy cái đồng nào ok,
phù hợp với bạn thì hãy lựa chọn nó để đầu tư, ok không? Thì phân tích cái quý này để chúng ta nhìn thấy được cái nội tại và cũng như là cái hướng đi của họ. Tất nhiên quý đầu tư thì người ta sẽ có những thời điểm người ta có nhiều tiền, người ta gom được cái giá rất đẹp. Người ta có thể đàm phán với lại đội dép, đội làm coin để người ta mua được cái giá rất là cực kỳ ngon. Cho nên là chúng ta là những nhà đầu tư cá nhân hoặc là các bạn đang là tổ chức thì chúng ta cũng nên học hỏi để làm sao mà để có được vùng giá đẹp nhất và mua được những đồng coin về chất lượng, về chiều dài, chiều sâu. Vì theo mình thì với một tổ chức như Trước Coi Việt Nam, bên mình thì cũng đang thiên về cái chiều hướng như thế này, thì đang tập trung đầu tư về coin giá trị. Thì mình nghĩ rằng là theo chiều dài của thời gian thì blockchain nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh, và càng về sau này thì cái giá trị của blockchain nó sẽ chứng minh mọi thứ, những gì mình nói là sự thật, nó sẽ xứng đáng, nó giống như vàng, nó giống như cổ phiếu, nó giống như chứng khoán, ok ha? Rồi, mình là Hoàng Thiện đến từ Chơi Cái Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hy vọng rằng là cái video này giúp bạn nhìn nhận được đâu đó một cái giá trị và tin được rằng cái blockchain này nó sẽ tăng trưởng mạnh giống như chứng khoán hay là các cổ phiếu, ok ha?